Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của em anh chị nhá. Em tên Việt, số hotline 0969711141. Xin chào tất cả mọi người. Thì buổi sáng hôm nay kính chúc anh chị các bạn có một buổi sáng thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân anh chị. Và quý anh chị các bạn nào lần đầu tiên xem kênh của em thì đừng quên nhớ đăng ký, ủng hộ cho em bằng cách bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để được cập nhật và theo dõi những cái mẫu xe múc lên hàng ngày anh chị. Thì khi đăng ký kênh của em thì anh chị các bạn có thể là nắm bắt nhanh về mức giá, thứ hai là về các mẫu xe ô tô cũ đã qua sử dụng em úp lên hàng ngày trên kênh anh chị. Và hiện nay thì buổi sáng này em có mặt tại trung tâm hành chính Dị An, Bình Dương. Đó, chỗ này toàn là nhà biệt thự không anh chị, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, thì con xe này em đang giới thiệu anh chị các bạn là con này là Nissan Tida sản xuất 2009 anh chị nhá. Con này là phiên bản số tự động. Đó, số tự động. Con này là xe nhập nguyên chiếc. Thì anh em nào mà đang tìm những cái dòng xe số tự động giá rẻ hơn 200 triệu thì có thể nghiên cứu con xe này nhé. Con này hiện tại thực ra là con xe này thực trước thì em lấy đi để đi công vụ và đi gia đình. Thì hôm nay em có nhu cầu bán lại anh chị. Xe thì không có một lỗi nhỏ. Keo chỉ thì đang còn nguyên rin, máy móc thì còn khá êm nhá. Cái dòng Nissan này thì máy rất là bền luôn chị nhá. Đi thì bảo dưỡng định kỳ, thay nhớt rồi thay những cái như là cao su phục hay là những cái đó, nói chung là anh em đi một thời gian thì nó sẽ bị mòn anh chị nhá, chỉ cần thay những cái đó thôi thì mình có thể là sử dụng rất là nhiều thời gian. Con xe này theo em tầm khoảng chục năm vẫn không vấn đề gì anh chị nhá. Đó, máy móc rất là êm luôn. Thì hiện tại em đi và cảm nhận và hiện tại em đang sử dụng con xe này và thì em biết được cái máy móc và nó keo chỉ như thế nào. Đang còn nguyên rin, nước sơn này sơn là rin tầm khoảng 90% nhá. Có những vết chảy xước, chảy xước càng trước càng sau thì bên em có tút táp lại rồi. Vừa rồi em có đến lại cái vần cho nó mới này. Đó, đăng kiểm đến tháng 7 2021 anh chị. Về phin nhiệt được dán luôn này, về chân mưa này. Viền cửa. Xe form dáng nhìn khá đẹp nhá, form dáng nhìn cũng khá ok. Con này thì phù hợp cho anh em nào mà gia đình nhỏ, phù hợp đi ở các tuyến đường như thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương đông đúc thì di chuyển con xe rất tiện lợi luôn. Đó. Nhỏ gọn nha, máy 1.8 máy xăng anh chị. Đặc biệt cái dòng này máy 1.8 rất là mạnh mẽ nhưng mà nó đi rất là tiết kiệm xăng. Đó, nó nhỏ gọn chứ không phải là những cái xe lớn anh chị. Hiện tại xe đang đeo biển thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì anh em nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì lấy con xe này không mất phí chuyển biển 20 triệu nha. Còn đối với anh em ở các tỉnh thành khác nhau thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em. Thì con xe này thực ra là em đang đi và em cam kết giữ bạn là xe này không lỗi nha, không đâm đụng nha. Và máy móc đang còn vận hành bình thường, không có một vấn đề gì. Sau một thời gian sử dụng thì em có thay hai cái cao su phục ở trước đó và bọc lại một bộ ghế da. Thì ghế trước thì không được đẹp và em mới bọc lại một bộ ghế da cao cấp nha. Da này da tốt chứ không phải da rẻ tiền, không phải là simili. Đây đó, keo chỉ thì đang còn rin hết nha. Đó, cửa đóng rất là khít khớp luôn. Nói chung là cửa đóng nhẹ nhàng, nó không có bị xệ cửa, cũng không có bị nghe tiếng, nói chung là nghe tiếng đóng cửa là như anh chị cũng đã biết là keo chỉ với cửa này là không có bị cánh đụng gì. Đó, ghế được bọc hết một bộ ghế màu đen nha, đẹp nha. Lót sàn 3D này. Đó, nội thất đẹp. Trần thì trần nỉ. Đặc biệt cái dòng nhập này thì cách âm rất là tốt nha. Nó cách âm tốt hơn so với những xe lắp ráp ở trong nước. Anh em nào đi những cái dòng xe nhập thì nó sẽ tốt hơn và nó đầm chắc hơn đấy chị. Cái đó là không biết là do là công nghệ hay là do những cái con xe ở nước ngoài người ta lắp ráp thì tốt hơn hay sao. Cái đó là cảm nhận đi của mỗi người anh chị. Đó. Con này là có hai túi khí, rồi hệ thống phanh ABS, có chống bó cứng, chống trơn trượt. Cái hệ thống phanh này là rất là an toàn nha. Những con xe mà nó thắng không bó bánh. Đó, đặc biệt là thắng con này rất là nhạy luôn. Anh chị các bạn chỉ cần thắng nhẹ thôi là nó cảm nhận cái thắng rất là nhẹ nhàng. Thứ hai là côn số ga cái ga rất là giọt nha. Đó, phiên bản số tự động. Đây, ốc bản lề này đang còn nguyên rin hết. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Gương kính chụp xòe nha. Đó, máy móc mà.
móc êm nhé. Máy lệnh thì bao mát cho anh chị các bạn luôn. Sơn là sơn rin nha, sơn là sơn rin hết anh chị nhé, không phải là sơn sơn lại đâu. Keo chỉ thì đang còn còn keo chỉ, không mất một phân keo chỉ nào. Nó xe nó những là chất xe nhìn rất là cứng cáp, những xe cọp luôn chị. Đó, bóng cho đèn này thì em mới đến bóc lại luôn này. Đó. Máy móc thì chưa có vệ sinh, nó hơi bị dơ anh chị nha, nhưng mà cứ máy như vậy thì xe cũ thì đi thì nó sẽ bám như vậy. Và khoang máy thì không có khuyến khích anh chị về vệ sinh thường xuyên nhé, tại vì nó sẽ chạm vào những mặt điện hay là nó không biết kỹ về bên cái vấn đề vệ sinh thì nó sẽ đôi khi nước nó vào anh chị nhé. Đó, máy móc rồi. Không nghe một tiếng cò tiếng cam, đặc biệt cái dòng này anh chị các bạn đi chỉ có thay những cái cột cao su như vậy nè, nó đi một thời gian nó sẽ mòn rồi thay dây cua loa. Đó, nếu mà có điều kiện mình thay buri. Đó, tôi cứ để về sử dụng hoài thôi, mình bảo dưỡng bảo trì định kỳ, kiểm tra nhớt nước. Đó, vì xe này không biết khi nào mới hư được chị, rất là bền luôn. Đó thì hiện tại em đang có nhu cầu bán lại con xe này, thì anh em nào mà có nhu cầu mua thì có thể liên hệ cho em nhé. Em tên Việt, số hotline của em là 0969711141. Đó, hoặc có anh em nào có thể kết nối Zalo hoặc đăng ký kênh của em anh chị nhé, để em cập nhật và theo dõi những cái em tư vấn cho anh chị bạn một cách chi tiết nhất. Và bên em có con xe này bên em đang rao bán giá nó là 250 triệu đồng bao rút hồ sơ cho anh em nhé, 250 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đó, anh em nào mà có thiện chí thì tới xem xe. Con này phiên bản xứ động anh chị. Và bên em có dịch vụ là bấm tên ra biển luôn. Anh em nào không có thời gian đi làm thì bên em có dịch vụ giao xe tận nơi tận nhà. Đó thì cũng cảm ơn chị và bạn đã theo dõi video, và cũng đừng quên nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em anh chị nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.